các tình yêu, anh Nguyễn và các chị em Bông Hậu đã quay trở lại với mọi người rồi đấy ạ. Nếu các tình yêu đang tìm kiếm một bài tập nào giúp mọi người giảm cân này, eo thon, dáng đẹp thì hãy ngay lập tức tập luyện bài tập này nha. Các chị em mình sẵn sàng tập chưa? Yes! Đừng quên, nếu mọi người yêu thích bài tập này thì hãy chia sẻ, hãy like và share bài tập này cho mọi người cùng tập luyện nữa nha. Yeah! Các nàng ơi, các nàng đã biết tin gì chưa ạ? Đó chính là chương trình thử thách 21 ngày iBig nền tảng đã chính thức được mở đăng ký rồi ạ. Nếu như chị em nào chúng mình là người mới chưa biết tập iBig, mình rất lo lắng rằng mình không biết tập iBig như thế nào, hay là nếu như mà mình đã tập iBig rồi, mình đã biết tập rồi nhưng mà mình không biết cái kỹ thuật tập như thế nào là đúng, như thế nào là chuẩn, thì trong chương trình thử thách 21 ngày chinh phục iBig nền tảng này, Oanh sẽ là người trực tiếp hướng dẫn, đào tạo, chỉnh sửa động tác cho chị em chúng mình. Và nhiệm vụ của chúng mình là chúng mình chỉ cần có một chiếc điện thoại, một chiếc máy tính có kết nối internet là mình đã có thể ngay lập tức vào trong lớp học rồi ạ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đăng ký vào lớp học này? Đó là các chị em mình hãy nhấn vào đường link, mọi người hãy tìm một cái đường link ở đâu đó quanh đây, có thể ở phần tiêu đề, phần nội dung bài viết hoặc là phần bình luận ở phía dưới. Mình hãy tìm cái đường link có cái link đăng ký và mình hãy nhấn vào đó và làm theo hướng dẫn để có thể có mặt trong lớp học này của chúng mình nhá. Và chương trình này của chúng mình sẽ diễn ra trong vòng 21 ngày liên tục qua ứng dụng Zoom Online. Oanh tin chắc rằng chương trình này sẽ là chương trình vô cùng ý nghĩa và sẽ giúp cho mọi người thay đổi rất nhiều vào quá trình tập luyện. Bởi vì Oanh thấy ở ngoài kia có rất là nhiều chị em mà chưa biết tập, chỉ nhìn vào cái màn hình TV thôi. Mình cũng không biết là mình tập đúng hay sai, đúng không ạ? Vậy thì trong cái chương trình này Oanh sẽ trả lời cho mọi người cái tập luyện của mình đã đúng chưa? Có cần chỉnh sửa đâu không hay như thế nào? Chương trình này chắc chắn sẽ giúp chị em mình tự tin hơn rất là nhiều và sẽ giúp chúng mình có một cái kiến thức nền tảng để mình tập luyện mãi mãi về sau. Và làm thế nào để có thể đăng ký? Đó là chúng mình hãy nhấn vào đường link ở phía dưới nhá. Hãy làm theo hướng dẫn và có mặt trong lớp học này của chúng mình nhá. Oanh Nguyễn hẹn gặp lại các chị em mình trong chương trình thử thách 21 ngày chinh phục iBig nền tảng.
trời cao. Ngày em chơi yêu thương cùng với ai trên lề đê đường là khoảnh khắc khiến em vừa buồn. Đủ mà khi ngày mai đâu còn duyên thấy nhau thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã vỡ những năm tháng đau buồn say, chỉ tiếc chúng ta không gặp mai. Cứ nói là thế đi, có lẽ bên nhau là sai. Có lâu đợi những chiếc xe đã tìm được chân lắm. Nếu như cuộc đời này giống như một bước hoa, em mong rằng em có thể xóa bỏ. Sẽ quên đi mau tình thân hay bằng hữu. Đang có mưa như gió.
nơi phong trần, từng nhiều phen đã đau nên vượt ra. Con người ta vì lời danh gấm hoa sẽ quên đi mau thầm thân nay bằng lưu. Ngàn câu hứa như gió tàn, thật thật xa xa trong đêm khó ước. Âm thầm trong đêm bước đi, đi về một nơi không có phù đâu. Lướt sóng vượt ngàn mai đi, theo mây vượt ngàn núi cao. Đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa lại cho biển cuộc đời. Chỉ muốn bay thật xa, quên đi ngày qua đã từng. Đã từng buồn phiền khổ đau, xin vui trốn trốn đây. Anh muốn có người giống tôi, bên tôi anh tôi sẽ chia. Những do nhiều năm thiếu vắng, đến bây giờ ngài yêu. Đến lúc qua tuổi xuân, thôi đưa bạn vừa mai đó. Tương tư cả đời giờ đây, lại mơ tiếp cô đau.
Thank you.
đổi bên, nhưng cả cổ của mình ấy, hai tay lên, hít sâu thở đều 3 lần nha, hít sâu mũi thả miệng, hít sâu, hít sâu, hít sâu. Rồi mọi người nha, mình hít sâu và thở phù ra nhá. Hít sâu này, hít sâu, thở, rũ lên, hít sâu 3 lần nào, hít sâu, thở, thở phải xuống sâu vào mình thích, lên hít sâu, xuống mạnh nào, xuống. Lần 2, lên hít, thở, lên hít, thở. Bye bye cả nhà nhá, hẹn gặp tình yêu với những bài tập tiếp theo.